Rồi, xin mời nông dân. Nông dân cứ nói nha, nông dân. Thì anh em mình có vài cái chia sẻ về cái chuyện mà lùm xùm mấy hôm nay. Em lại mừng chứ, em lại có một cái mừng, có nhiều cái để giận và có những cái để mừng. Mừng á là khi bà con miền Tây của mình về quê thì được chính quyền đón tiếp, đâu đó nó cũng gọi là suôn sẻ, mặc dù có cái sự mà gọi là bất ngờ khi mà bà con ùn ùn ùn, mình không nghĩ là bà con phải ùn ùn như vậy, nhưng mà khi mà bà con ùn về thì cũng có lường trước và một cú trở tay là chúng ta đã đón hết bà con về quê. Và hiện bây giờ ở địa phương em còn những cái cơ sở đã giao cho dân quân tự vệ, giao cho bên công an, giao cho bên y tế đã tiếp quản rồi, mà hiện giờ chưa có người về để ở. Đó. Có nghĩa là trên tinh thần là còn tiếp tục đón tiếp những cái cơ sở mà bà con về ở rồi á, thì đã đâu vào đó rất là ổn định. Hôm nay thì em cùng Tháp Tùng với một số anh chị em đi tiếp ứng cho mấy đứa bé, mấy đứa học sinh mà nó tham gia học online á, mà nó không có wifi đủ mạnh để nó học, tại vì vô cái khu cách ly tập trung á, thì rất là nhiều người xài, mà lúc tụi nhỏ nó lên nó học wifi á, nó học online á, thì wifi lag quá, nhiều người xài cho nên cái đường truyền không đủ để tụi nó học, cho nên là mới tặng, tìm hiểu rồi xong rồi mới vô mấy chỗ khu đó đó, mình mới tặng sim 3G, 4G cho mấy em nó học online. Mặc dù tụi nó không có ở quê nhưng mà tụi nó vẫn tham gia học online. Thì là khi tụi nó về quê thì cũng có báo cáo với thầy cô giáo đó. Thì mới biết là tụi nó đã về quê và nó đang gặp khó khăn trong việc học. Thì mấy nhà mạnh thường quân người ta mới là cho sim. Thì mình mang lại tới mấy khu cách ly. Thì rất là mừng, vô rất ổn định anh ơi. Im rú bà rù. Phải nói dân miền Tây mình phải nói hiền mà trật tự nữa. Mấy anh bảo vệ thì cứ ngồi ở ngoài trước cổng, nó gác cổng thôi, và ở cho bên trong thì người ta có cái dây văng đó, khu vực nào để cho bà con cách ly ở trong khu vực đó, nửa sân trở về trong là bà con mình ở, nửa sân trở ra ngoài là của các chiến sĩ canh gác, cái gì cần thì cứ việc đứng bên trong bên sợi dây văng đó, nửa sân phía trong đó, lên tiếng là các chiến sĩ ta mang vô cho. Ví dụ tụi em ở ngoài cổng nha, tụi em không được vô cổng đâu, lại tới cổng là hỏi là mấy chú chiến sĩ đó, hỏi anh chú muốn cần việc gì, nó thì đến đây trao quà cho mấy cháu nó học online đó, trao cái sim cho nó để nó có cái dữ liệu mạnh để nó học. Vậy thế thì ta hỏi là giờ trao cho em nào, thì mình điện thì tụi nó ra đứt chỗ dây văng nó đứng ngang đó, đây mấy chú này xách vô mang đưa rồi, thế là xong. Im ru và rù, không có cái chuyện mà nói là ồn ào hay là cái gì gì. Mấy hôm trước á, em xem mấy cái video clip mà cái chỗ khu cách ly của người ta trong trường học mà xả rác tùm lum tà la, còn livestream em giận vô cùng giận. Còn á, về đây mấy cái trường học ở đây người ta vô người ta ở rất trật tự và rất là sạch sẽ. Cái ý thức của người dân rất là tốt, không ai mà cố tình làm cái chuyện trời ơi đất hỡi những cái bọn phá hoại. Chỉ có những kẻ kích động phá hoại rồi nó kết hợp chung với một số tay báo mà gọi là báo hại á, nó báo hại, nó quay lên rồi nó chụp hình rồi nó đưa tin nó này nọ nó kia, nó làm dữ làm hùm làm hổ lên. Thật ra khi mà mình có một cái nhìn thiện cảm mà mình nhìn đúng rồi đó, thì mình biết kẻ nào là kẻ có lòng với quê hương đất nước và kẻ nào là kẻ phá hoại, kẻ nào là kẻ báo hại. Những người về quê em nhận định với anh á, cái bữa trước á, em cũng nói có những người buộc lòng phải chấp nhận để về quê, đó là những cái nghề nghiệp mà hiện bây giờ trên thành phố đóng băng này, có nghĩa là những cái ngành đó là không thể sống được nữa, thì mình Đúng rồi. đành phải chấp nhận cho bà con mình về quê. Ví dụ như những người sống bằng nghề hồ, nghề xây dựng, bây giờ trên trển còn mấy 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 cái chỗ nào mà còn tiền còn bạc thì nữa xây dựng đâu, ví dụ vậy. Hoặc là những người làm nghề mua gánh bán bưng, mua đồ chợ bán cuối chợ đó, thì mấy nghề đó là, hay là những người làm ở chợ cá, là chợ đầu mối này nọ các kiểu đó, thì coi như là xong rồi, mấy người đó phải như là về. Bên cạnh đó có một số người á, trước cái mùa hè chúng ta chưa xảy ra đợt dịch thì con cái họ rước lên thành phố chơi với cha với mẹ,
thì rước lên cho ảnh mắc kẹt hả chảnh luôn. Bây giờ lúc này họ phải về, buộc lòng họ phải về để cho con cái họ vô học. Chưa có vô học được là trực tiếp ở trường thì cũng là vô học trực trực tuyến ở trên mạng. Anh chào Hiệp Chí My nhé. Chúc chào anh năm mới sức khỏe ha. Tưởng đâu cả năm rồi mới gặp lại ha. Thì mấy đứa đó nó cùng tháp tùng với cha mẹ nó về quê, nó về quê để mà nó tiếp tục cái việc học. Với lại có những đứa ở trên đó nó không có đi mua sách mua vở được đó. Rồi năm nay cộng thì dồn thêm cái vụ mà chương trình nó cải cách mới đó, cho nên là học ở đâu thì mua sách ở đó, chứ còn anh mua sách ở chỗ khác về cái trường ở quê mình coi chừng học không được. Bây giờ mình phải có cái vấn đề mở rộng như vậy, cứ học ở đâu thì mua sách ở đó. Mỗi một ngôi trường anh có quyền anh chọn một bộ sách khác nhau để anh học tự do. Trước đây á, là sách là bộ giáo dục độc quyền, một bộ sách một duy nhất của nhà xuất bản giáo dục. Còn bây giờ hình như là đâu 4-5 bộ sách lận, 4-5 bộ sách và được bộ giáo dục chấp thuận cho song hành, nghĩa là chất lượng của những bộ sách đó như nhau. Quan trọng là sự đánh giá của bên cái ngành, bên các thầy cô đứng lớp, người ta thấy sách nào mà phù hợp với địa phương người ta thì người ta chọn, người ta dạy cho người ta. Cho nên về đây tụi nó phải mua sách ở dưới quê nó mới học được sách đúng theo sách của trường nó. Thì em thấy cái chuyện mà bà con mình về quê là một cái chuyện chính đáng, cho nên những người mà muốn về quê để mà cho con đi học hành, hoặc là những người muốn về quê để mà chạy chống cái sự mà thiếu ăn thiếu mặc lúc mà cái nghề nghiệp ở trên thành phố của mình nó bị đóng băng, thì đó là những người chính đáng về quê. Thì bên cạnh đó cũng có những kẻ hùa theo phá hoại, có đấy, nhưng mà những cái kẻ hùa theo phá hoại đến hôm nay thì im miệng rồi. Có nghĩa là nó anh nghĩ sao mà có cái sự vụ mà nó về tới thành phố, tới Trà Vinh của tụi em mà nó khai là nó nói là em đi lạc đường, quê nó ở miền Đông, ở Khánh Hòa, mà nó về tới Cổ Chiên Trà Vinh rồi xét nghiệm ra là nó dương tính. Người ta mới điều tra hỏi tại sao mà người ta lúc này là người ta về quê, còn em thì em không về quê mà em về Trà Vinh này em kiếm ai. Nó em đi lạc đường. Trời đất. Một cái chữ mà lầm lạc, lầm lẫn, có tính toán. Em nghi ngờ vậy. Một sự lầm lẫn có tính toán. Vì sao một cái thằng ở đất đỏ miền Đông nha. Cái quê hương của nó khi bắt đầu bước khỏi qua cái khu công nghiệp Sóng Thần, qua khỏi sông mà Sài Gòn bắt đầu trở về trên kia rồi đó, thì hầu như nội nhìn trên cái mặt đất thôi nó đã khác chứ miền Tây xa lắm. Nó lên đồi rồi nó xuống dốc, nó lên đồi nó xuống dốc, lên đồi xuống dốc. Cây nó trồng là cây cao su, cây hai bên đường nó khác lắm, cảnh quan nó khác lắm. Mà nghĩ làm sao mà nó lạc về tới cái khu vực ở dưới đây đồng bằng, không có một miếng nào lên đầu xuống dốc, không có trồng một cái cây cao su nào hết, ta trồng toàn lúa với dừa không à. Mà nó lạc mấy trăm cây số mà nó lạc về được tới đây. Một sự lầm lạc có tính toán. Mà nó dương rồi. Tính em không đặt câu hỏi. Rồi cũng được. Nông dân cho họ cái rồi cuối cùng cái trường hợp của nó thì địa phương giải quyết sao? Túm vô luôn. Cho nó thẳng vô. À có gì vô cách ly luôn đúng không? Trong khu cách ly đúng không? Vô bệnh viện chăm sóc và cách ly luôn, chứ không phải là vô khu cách ly của riêng những người âm tính. Thí dụ mà về quê đó, khi về tới cầu Cổ Chiên đó là người ta xét nghiệm, thí dụ những người nào còn giấy giá trị trong vòng 72 giờ xét nghiệm trên cái đoạn đường về mà bị qua các cổng á, qua các cái cổng cửa ngõ của các tỉnh á, người ta không có xét nghiệm test nhanh thì giấy đó còn giá trị trong vòng 72 giờ thì số người đó không cần phải xét nghiệm lại. Còn những người nào giấy không còn giá mà nông dân ở dưới đó có test xét nghiệm bao que chưa? Em thấy xét lần xét lần xét
xác lận que, xác lận que que hà mà nó chọt ba lần không ba que ý vô đúng vô test nó coi 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 nó có phải là ở đâu lạc 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 xuống không phải không, nó coi nó có cái gen kia không nông dân hiểu không, phải chi có que test đó ha, test rồi coi nó có cái gen chưa kia không, chưa có, mình chưa có sáng chế, chưa có cái ai mà sáng chế là cái đó, mà theo em nghi ngờ, em nghi ngờ là một sự lầm lẫn có tính toán. Không thể nào mày từ đất đỏ miền Đông mà mày lạc hơi về đây. Mà trong thời buổi 4.0 như thế này, một cái thằng công nhân đã cầm, biết cầm xe chạy, biết cầm điện thoại thông minh ở trên tay, thì không thể nào nói mày từ miền Đông mà mày lạc qua miền Tây tao được hết trơn. Đúng rồi. Từ cái chỗ ở của mình, em nói thí dụ mình từ ở quê mình lên thành phố về quê, thành phố về quê, cái con đường đó nó nằm ở trong đầu mình, nó nằm suốt ở trong đầu mình. Nàng này chắc tương lai chắc lạc qua Cali luôn á đông dân này. À, tương lai dám lạc qua Cali lắm à. Dám lắm. Không nghi vậy. Nó lạc. Nó về Trà Vinh rồi đâu rồi, anh biết nó lạc ở đâu không? Nó lạc ra biển á. Tại vì ra tới Trà Vinh là đi ra biển được rồi. Ra biển đó là nó đi qua Vịnh Thái Lan được đó anh. Nghe về tới ra biển ra Vịnh Thái Lan được đó. Về tới Trà Vinh qua Thái Lan gần sạch à. Ừ. Cái sự mà em đánh giá là một sự nhầm lẫn của tôi, nó khi mà ở trên thành phố nó về như thế, nó cố tình nó trà trộn trong cái số những người ta có mục đích về quê chính đáng. Rồi cái tin tức cập nhật thêm cái vụ cái ông bánh mì, khi mà hắn đưa hộp bánh mì hắn chê đó, thì hắn bị hàng trăm con mắt chĩa vào hắn. Hắn nói, ê mày bánh mì mà giờ này mày chê, mày không ăn thì đưa đây, nhiều người ta cần bánh mì lắm mày. Đúng rồi. Không ăn thì nhịn mày. 100 con mắt người ta nhìn vào, người ta nói ê bánh mì mày chê hả, giờ mày muốn cái gì hả, muốn cái gì bánh mì mày chê, rồi im luôn, đâu dám nhúc nhích. Có nghĩa là những người dân họ nói, họ than lại đó, họ kể lại đó, họ nói trời ơi về được tới quê hương là muốn rớt nước mắt rồi. Tại vì cái nghề của mình ở chợ nó không còn sống được nữa. Tại vì nó không còn phù hợp ngay thời điểm này. Bán cũng không ai mua. Mà điều kiện mua bán nó cũng không còn được thuận lợi nữa. Cho nên mới khổ lắm mới trở về quê. Về được tới quê hương, ta nói bước chân qua khỏi cầu Cổ Chiên là nói rồi, tới nhà rồi, tới đất mẹ rồi. Đó, được các anh các chú đón về tới khu cách ly, cho bánh mì, trẻ con thì cho sữa, đó là người ta mới tiếp đón thôi. Vậy mà có những kẻ nó chê đó là những kẻ, đó là những kẻ phá hoại, những kẻ báo hại, rồi nó bị hàng trăm con mắt khác chĩa vô, mày không ăn mày nhịn. Các chiến sĩ khỏi nói. Các chiến sĩ khỏi nói, để dân ở trong đó người ta tự xử nè. Đã về tới miền Tây rồi thì mày làm cái chuyện mà trời ơi đất khởi là không có đâu con, không có đâu, khó lắm. Đã người ta về đây là về tới quê hương của người ta rồi, xã nào quyện nào trả về quyện ấy. Thí dụ như quyện Cầu Kè của em, nó không trả về đúng xã nha, nhưng mà thí dụ như của quyện Cầu Kè là người của Cầu Kè ra đón người ở phân, người ta phân theo quyện á, là phân ở từ bên chốt Cổ Chiên là phân về, hoặc là họ về cái mấy cái cửa ngõ đó là coi giấy tờ đồ quyện nào đưa thẳng về quyện đó. Còn thí dụ như ở xã đó, người ta không đưa về đúng xã nha. Ví dụ nó ở xã bên mình nhưng mà trúng một luồng như vậy mà ta đưa thẳng một hơi qua xã bên kia, cũng qua bãi qua bên kia ở, thì cũng trong huyện mình thôi chứ đâu hết trơn á. Nó có như thằng bé mà nó ở bên xóm bên em đây nè, mà nó cách ly qua tới xã với thuốc bên kia, phải chạy qua bên kia thằng cho nó cái sim nó học đó. Đây, thì là về tới quê hương mình rồi, cho nên là những người dân ở quê hương xứ sở mình không ai mà đi phá hoại quê hương mình hết trơn. Cho nên các chiến sĩ, các cái người ta chăm lo cho mình là ok, không ai mà trong người dân mà về quê để mà phàn nàn gì chứ. Còn là những cái cơ sở trường học mà chuẩn bị để mà đón tiếp bà con về vẫn còn trống, có nghĩa là chuẩn bị thêm nữa. Những cái chỗ nào chuẩn bị rồi đã đón tiếp rồi, còn bây giờ còn những chỗ chuẩn bị 2-3 ngày nay mà em đi qua đi lại cái em hỏi, ê có người chứ mày, chưa, trời ở đó mà giữ không vậy nè, giữ không cũng giữ nữa. Có nghĩa là trên tinh thần sẵn sàng, giữ cái cơ sở không vậy đó,
chuẩn bị sẵn sàng hết trơn, hễ mà có về là đưa vô, có về đưa vô. Em thấy như vậy đó mới là tốt cho cái miền Tây. Cái trong cái nhóm họ về lúc mà test ở ngay cửa ngõ của tỉnh đem về, họ vẫn âm tính nha anh. Nhưng mà khi về vô khu cách ly, hai ngày hôm nay, ngày nào trong tỉnh Trà Vinh cũng có 9 người, 10 người, 9 người.